Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp đã và đang ngày càng nhận được hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy mà những năm gần đây hầu như không còn xảy ra tình trạng thiếu máu vào dịp hè và Tết. Bệnh nhân cũng không còn phải mòn mỏi chờ đợi máu do thiếu nguồn người hiến máu. Vâng, và sáng nay thì chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt vừa diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tiếp tục là một ngày hội hiến máu nhân đạo trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã có hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến tham gia hiến máu chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 10 và Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng Tây Nguyên 2023. Dễ dàng thấy được những ánh mắt rạng ngời của những tình nguyện viên khi được trao đi những giọt máu của mình để cứu giúp người bệnh trong cơn nguy kịch. Em đã hiến máu nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên mà hiến với lượng máu là 350ml. Mỗi lần hiến máu xong thì có thể là 1-2 ngày mình sẽ cần được nghỉ ngơi, nhưng mà sau đó thì sức khỏe hồi phục bình thường và cảm giác là con người mình nó vẫn ổn, không có gì cả. Nhưng mà được cái là mọi thứ là mình luôn luôn hiến hàng năm, cho nên là mình cảm giác là mình cho đi giọt máu của mình nó có ý nghĩa nhiều để giúp đỡ bệnh nhân. Những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu, đáp ứng được nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Có thể thấy ý thức của người dân về hiến máu tình nguyện đã ngày một cao hơn, độ tuổi tình nguyện viên hiến máu cũng đã được mở rộng hơn. Chúng ta hãy cho đi và nhận lại những điều tốt đẹp hơn. Trước tình hình thiếu hụt nguồn máu dự trữ, việc hiến máu vào thời điểm này là hết sức cần thiết để bổ sung vào nguồn máu dự trữ cứu chữa cho bệnh nhân. Cùng với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Trước em hiến máu thì mọi người có vẻ e dè hơn, ít người hơn, nhưng mà năm nay, những năm gần đây thì phong trào nó sôi nổi lắm. Đối với mình thì việc hiến máu là một trong những việc làm nhân ái. Vâng, có thể nói thì phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo đã và đang phát triển sâu rộng, lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Và đây là những cái giọt máu yêu thương mà cộng đồng dành chia sẻ về những người bệnh khi cần, cũng là chia sẻ những khó khăn của ngành y tế trong những tình huống cứu người cấp bách. Vâng, tin rằng những giọt hồng Tây Nguyên kết nối dòng máu Việt thì sẽ ngày càng lan tỏa và tiếp sức cho nhiều người bệnh vượt qua bệnh tật để sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa và tích cực lan tỏa những giọt hồng yêu thương khi có điều kiện.